Hi, chào mọi người, mình rất vui được gặp lại mọi người trong video mới. Gần đây thì có rất là nhiều người hỏi mình về cách sử dụng bút chì màu. Có rất nhiều bạn sau khi xem cái video chia sẻ kỹ thuật sử dụng chì màu của mình thì họ hỏi mình rằng tại sao họ làm theo thì lại không làm được. Thì theo quan sát của mình thì những bạn đó đang sử dụng chì màu phổ thông, trong khi những cái chia sẻ của mình trong cái clip đấy thì là chì màu họa sĩ. Chất lượng của chì màu phổ thông không bao giờ có thể so sánh được với chì màu họa sĩ, cho dù kỹ thuật của bạn có tốt đi đến mấy đi nữa thì nó cũng chỉ ở một mức độ nhất định thôi. Vậy nội dung của cái video này mình sẽ chia sẻ một số mẹo làm sao để sử dụng bút chì màu rẻ tiền một cách hiệu quả nhất nhé. Ok, để chứng minh rằng những cái mẹo mà mình nói sau đây không phải là xạo ấy thì mình sẽ sử dụng bút chì màu rẻ tiền để vẽ một bức chân dung nhé. Đa số những người mới tập vẽ chì màu thường sử dụng những loại chì màu phổ thông rẻ tiền. Điều này thì không có gì là lạ cả, ngay cả mình hồi mới bắt đầu cũng vậy thôi. Và các bạn ấy hay lên mạng để tìm những bức tranh chì màu để chép lại, luyện tập ấy. Tuy nhiên khi mà bạn tìm tranh để chép ấy, các bạn không biết rằng những cái bức tranh mẫu đấy người ta sử dụng chì màu họa sĩ để vẽ, trong khi chì màu của bạn chỉ là phổ thông. Đấy chính là một trong những cái lý do mà các bạn chép mãi, hỏng hết bức nọ đến bức kia mà không làm sao đẹp được như tranh gốc. Các bạn cứ thử tưởng tượng như thế này nhá. Hai người đi trồng cây. Một người thì đào đất bằng xẻng sắt của châu Âu, còn một người thì đào đất bằng xẻng nhựa của Trung Quốc. Vậy thì theo bạn ai sẽ là người làm việc hiệu quả hơn? Và có những bạn cho rằng nếu mà kỹ thuật tốt thì có thể sử dụng chì màu rẻ tiền ngang ngửa với chất lượng của chì màu họa sĩ. Mình xin trả lời là không bao giờ có chuyện đấy đâu nhá. Bạn có vẽ tốt đến mấy thì nó cũng chỉ gọi là tốt ở một mức độ nhất định thôi. Giải pháp cho những bạn đang tập chép tranh thì thay vì các bạn Google những cái từ khóa chung chung kiểu tranh chì màu này hay là tranh chì màu đẹp vân vân thì các bạn nên cụ thể hóa cái từ khóa hơn một tí. Ví dụ như bạn đang sử dụng chì màu Marco thì bạn nên search với từ khóa là tranh chì màu Marco, hoặc là đang sử dụng chì màu Daily thì tìm với từ khóa là tranh chì màu Daily, hoặc là mạnh dạn hơn nữa bạn có thể inbox hỏi những họa sĩ đang sử dụng các loại chì màu giống cái của bạn để hỏi người ta phương pháp và kinh nghiệm sử dụng. Lưu ý là khi inbox cho người ta thì trước khi đặt câu hỏi các bạn nên gửi một cái emoji hình mặt cười duyên duyên một tí thì tỷ lệ người ta trả lời câu hỏi của các bạn sẽ cao hơn đấy. Đó cũng là cách mà mình hay làm nhất hồi mới tập vẽ. Ok, sai lầm tiếp theo của những bạn mới tập vẽ chì màu đó là vẽ quá vội vàng và không chịu nhìn tổng thể. Các bạn nên biết rằng chì màu phổ thông luôn có khả năng blend và layer rất kém. Nếu các bạn vẽ quá nhanh và không chịu nhìn tổng thể, sẽ rất khó để có thể sửa chữa nếu có sai sót. Nếu bạn sử dụng chì màu họa sĩ thì việc sửa chữa cũng không quá khó khăn vì chì màu họa sĩ trồng lớp rất tốt. Nhưng chì màu rẻ tiền thì mình bó tay. Hơn nữa, khả năng hòa sắc và phối màu của các dòng chì màu rẻ tiền không thực sự chuẩn. Ví dụ như trên lý thuyết thì màu đỏ pha với màu xanh sẽ ra màu tím đúng không? Nhưng với chì màu rẻ tiền thì màu xanh cộng với màu đỏ hoàn toàn có thể ra màu đen hoặc là màu nâu. Vì sao lại có vấn đề như thế thì các bạn đi hỏi nhà sản xuất. Vậy mẹo mà mình đưa ra cho vấn đề trên là vẽ tổng thể rồi lên màu dần, vì màu rẻ tiền không phù hợp với vẽ chi tiết. Bạn lên màu tổng thể, nếu thấy sắc độ chỗ nào chưa đủ thì bạn đẩy thêm mạnh sắc độ ở chỗ đó. Còn nếu chỗ nào sắc độ mạnh quá rồi thì vứt đi vẽ bức tranh mới. Và để tránh trường hợp phối sai màu thì bạn nên phối màu ra một tờ giấy nháp trước rồi hẵng đem sử dụng vào bức tranh. Và đặc biệt lưu ý và đừng có dùng tẩy nhé. Mình chỉ dùng loại tẩy đất sét để lấy những cái lợn cợn màu bị vón cục ra thôi. Sai lầm thứ 3 thì nó gần giống sai lầm thứ nhất, nhưng mà nó phổ biến hơn rất là nhiều. Đó là các bạn hay lên mạng để tìm những cái bức ảnh mà nó quá chi tiết. Có những cái bạn chỉ lựa chọn những cái hình chân dung mà phải 5.000 pixel đổ lên thì với mục đích là sẽ dùng chỉ màu rẻ tiền để tả lỗ chân lông hay là tỉa từng sợi tóc. Để mình nói luôn là cái thể loại siêu thực như thế thì ngay cả những người sử dụng chì màu họa sĩ cũng rất là ít người làm được, chứ đừng nói là chì màu rẻ tiền. Mình vừa nói rồi, những loại chì màu rẻ tiền không phù hợp để vẽ chi tiết. Các bạn nên lựa chọn những cái ảnh mẫu có độ chi tiết vừa phải và sắc độ không quá mạnh, vì chì màu rẻ tiền thường có sắc độ rất là kém, chắc là chỉ bằng khoảng bút chì 2B thôi. Và thử suy nghĩ xem, giả sử bạn sử dụng bút chì 2B thì liệu bạn có tô mạnh đến mấy nữa nó không thể đậm bằng bút chì 6B được đúng không? Cho nên những cái bức ảnh mà có sắc độ quá mạnh hay là quá chi tiết thì chì màu rẻ tiền không thể vẽ được đâu. Mình có một mẹo nhỏ dành cho trường hợp này, đó là nếu ảnh mẫu của bạn có sắc độ quá mạnh, bạn có thể chỉnh sửa ánh sáng cho nhẹ nhàng đi một chút trước khi bắt đầu vẽ. Và trước khi vẽ bạn cũng nên tính toán thật kỹ liệu khả năng của bạn cộng với chất lượng của cái hộp màu của bạn liệu có đủ để thực hiện không. Cách hay nhất đó là bạn nên tập vẽ những thứ đơn giản đã rồi hóng vẽ những thứ phức tạp. Có một mẹo nhỏ để giải quyết vấn đề sắc độ của chì màu rẻ tiền, đó là các bạn có thể sử dụng phấn tiên hoặc bút dạ marker để vẽ một lớp lót, sau đó rồi hẵng chồng chì màu lên, và giá tiền của hai chất liệu này cũng rất là rẻ. Mình thấy cũng có một số người dùng màu nước để vẽ lót trước, tuy nhiên mình đã thử và thấy nó không ổn lắm vì giấy để vẽ màu nước và chì màu hoàn toàn khác nhau.
Và nếu bạn bôi nước lên giấy chỉ màu thì khả năng là giấy sẽ bị quăn lại và hỏng. Theo mình tốt nhất là bạn nên sử dụng phấn tiên và marker. Vấn đề tiếp theo mà mình sẽ nói ở đây đó là điểm yếu chí mạng của các dòng chì màu rẻ tiền. Thường thì chì màu rẻ tiền bán theo bộ, không bán lẻ. Có nghĩa là nếu mà các bạn sử dụng hết một cây bút màu nào đó trong bộ màu thì bạn hoàn toàn có thể phải mua lại cả một bộ màu mới chỉ để sử dụng cái màu đó. Mình ví dụ như là mấy ông vẽ chân dung thì thường những cái cây bút nhanh hết nhất đó là những cái tông màu da, đúng không? Mình có một mẹo nhỏ để giúp các bạn đỡ lãng phí những cái cây màu còn lại trong hộp màu. Thế này nhá, cái ảnh mẫu của bạn cần quá nhiều tông đỏ mà hộp màu của bạn lại đang hết màu đỏ. Vậy thì bạn chỉ cần chỉnh lại cái tông màu của cái ảnh sang màu khác, xanh tím vàng đỏ gì đó thì tùy bạn. Việc này thứ nhất là sẽ giải quyết được việc lãng phí những cây màu ít khi dùng. Thứ hai là đôi khi nó cũng có thể tạo ra được những tông màu rất là độc đáo. Bạn cứ thử đi xem sao. Vấn đề tiếp theo là có những bạn sử dụng chì màu nước nhưng mà lại áp dụng kỹ thuật của chì màu khô. Chì màu nước là chì màu nước, còn chì màu khô là chì màu khô. Hai chất liệu này không thể thay thế cho nhau trong bất kỳ trường hợp nào. Chì màu nước khi tô rất là lợn cợn, vón cục và không thể chống lớp. Vì thế trước khi mua màu các bạn nên xác định là mục đích sử dụng để mua màu cho chính xác. Cuối cùng là mình khuyên các bạn nên thử các phong cách vẽ tranh khác nhau xem sao. Bạn hãy cố gắng tìm ra cách vẽ của riêng mình và phù hợp với cái hộp màu mà bạn đang sử dụng. Mình biết việc một người mới tập vẽ, học hỏi và chịu ảnh hưởng của những họa sĩ khác là điều rất là bình thường. Tuy nhiên, các bạn nên chỉ lấy đó là một nền tảng để bạn có thể phát triển một phong cách riêng cho mình. Theo mình thì thà sử dụng màu rẻ tiền mà có kỹ thuật tốt còn hơn là có màu xịn mà không biết dùng. À mà gần đây cũng có rất là nhiều người hỏi mình rằng chì màu phổ thông thì nên sử dụng loại nào. Mình xin trả lời luôn đó là chì màu ở cùng phân khúc, cùng giá tiền thì chất lượng nó cũng không khác nhau nhiều đâu. Được cái nọ thì mất cái kia, giá tiền của nó thì cũng không chênh lệch đáng kể. Ví dụ như Marco chống lớp kém nhưng mà lại vẽ chi tiết tốt, còn Daily chống lớp tốt nhưng mà lại vẽ chi tiết rất kém. Tuy nhiên nếu bạn hỏi mình là mới tập thì nên sử dụng loại nào thì bạn cứ Daily mà dùng. Hoặc là thay vì bạn mua một set màu phổ thông 72 màu có giá khoảng 500.000 thì bạn mua set màu họa sĩ 12 màu cũng tầm giá đó đi, tốt hơn nhiều đấy. Ok, mình xin phép dừng video tại đây. Nếu mà bạn xem cái video này với suy nghĩ là có thể sử dụng chì màu rẻ tiền ngang ngửa với chì màu đắt tiền thì còn lâu nhá. Nếu mà thật sự có cái điều kỳ diệu đấy thì mình đã không tốn bao nhiêu tiền để mua một đống chì màu họa sĩ. Và giả sử nếu có đi nữa thì mình còn lâu mới chia sẻ cho các bạn. Mình biết là không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để mua chì màu họa sĩ, cho nên mình rất là hy vọng những cái mẹo mà mình vừa đưa ra sẽ giúp ích được phần nào trong việc sử dụng chì màu. Ok, nếu thấy video hay thì các bạn nhớ ấn like và chia sẻ. Nhớ ấn subscribe mình nhá, vì mình sẽ còn quay lại với rất là nhiều những video khác nữa. Tạm biệt và hẹn gặp lại.